thiếu vắng những tình huống mang tính đột biến. Rồi, Hà Lan có vào. Chúng ta vừa cùng nhau đến với cơ hội đầu tiên của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Sự xuất hiện của cầu thủ có biệt danh là Long Neymar, người đã trưởng thành và có một giai đoạn là thành viên của U17 Hà Nội cùng với Quang Hải. Nỗ lực của Phạm Văn Long vừa rồi đã khiến cho thủ thành Vũ Thiên Quang của đội khách đang bị đau. Không có tình huống về vị, Văn Long đã lẻn ra phía sau. Rất may là Vũ Thiên Quang đã băng ra kịp thời, hạn chế góc dứt điểm của cầu thủ mang áo số 16 bên phía đội chủ nhà. Trọng Sáng, một pha dứt điểm bất ngờ, không vào. Sự xuất sắc của Vũ Thiên Quang đã cứu thua. Chúng ta vừa cùng đến với một pha dứt điểm thực sự khiến không ít người ngạc nhiên của trung vệ chưa Trọng Sáng. Một cú sút bóng đi rất xoáy, độ rất căng. Thực sự đó là một pha bóng rất đẹp của cả người sút và tình huống cứu thua của người gác đền bên phía Bình Định. Dù rằng ban đầu hướng di chuyển của Vũ Thiên Quang đã lệch so với quỹ đạo bay của trái bóng. Chỉ còn một mình trung vệ của đội chủ nhà, một chiếc bóng áo đỏ. Trương Trọng Sáng, người hùng trong pha bóng vừa rồi, cứu thua cho đội chủ nhà. Chỉ trong vòng khoảng hơn một phút, Trọng Sáng là điểm nhấn của trận đấu. Chúng ta sẽ lại pha bóng này, ba cái bóng áo trắng và chỉ còn một mình Trương Trọng Sáng. Rất may, thời điểm ra chân của Trọng Sáng là kịp thời trước khi Hữu Quý thực hiện một đường truyền. Một phút trước thì Trọng Sáng là chủ nhân của một tình huống dứt điểm. Đi trước bóng là Trevor Woods, rất căng. Có lẽ bóng đã khẽ chạm chân một cầu thủ bên phía Tottenham Bình Định. Trúng một cầu thủ làm hàng rào và một quả phạt góc dành cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Anh bị theo kèm rất chặt. Hồ Tuấn Tài, cơ hội. Trọng Sáng, không được. Một tình huống có phần báo hiểm và ngay lập tức là tình huống dứt điểm của Đàm Thế Dũng. Trọng Sáng đã không phá bóng dứt khoát, cần phải là một tình huống phá bóng mạnh hơn. Thật may là Đàm Tiến Dũng trong pha dứt điểm đầu tiên của Bình Định ở hiệp 1. Pha dứt điểm này bóng đã đi vào sang ngang. Hiệp 1 sẽ có một phút bù giờ. Phạm Văn Long là không tốt. Bóng lại thuộc về đội chủ nhà. Hoàng Anh đã bị phạm lỗi. Điểm phạm lỗi sát mép khu vực 16m50. Và chiếc thẻ vàng dành cho Đinh Tiến Thành. Đây là chiếc thẻ vàng thứ hai của số 7 bên phía đội khách. Nó đồng nghĩa với một tấm thẻ đỏ. Vào lúc này, thời điểm phút thứ 53, Tottenham Bình Định chỉ còn có 10 người trên sân. 10 người và một thế trận vẫn đang thuộc về đội chủ nhà. Một thời cơ không thể tốt hơn dành cho đoàn quân của huấn luyện viên Phạm Minh Đức. Và đương nhiên các cổ động viên trên sân Hà Tĩnh không thể không vui mừng. Tình huống sập thẳng vào trung lộ của Lý Công Hoàng Anh. Xoạc bóng nhưng lại không trúng. Và chiếc thẻ vàng một cách đáng tiếc dành cho Đinh Tiến Thành. Anh đã đẩy cho đội nhà vào một tình thế khó khăn hơn rất nhiều. Phía cánh phải, phía sân, Tuyên Quang đã lựa chọn giải pháp đấm bóng an toàn. Pha dứt điểm của Phi Sơn đúng vào vị trí góc gần của Tuyên Quang. Ở vòng đấu thứ 7 thì Jody đã có dịp ăn mừng sau khi người bạn đời của mình có 2 bàn thắng. Nhưng ngày hôm nay thì chưa. Một tình huống lỗi nguy hiểm.
Đình Kha không được, chỉ xử lý tốt ở tình huống mà một trung vệ của đội chủ nhà mắc lỗi. Và sau khi qua được thủ môn thì Đình Kha đã không thể đưa bóng vào lưới. Tình huống rất chủ quan của Trương Trọng Sáng. Chỉ có một mình Đình Kha, nhưng số 8 của Bình Định đã khiến cho các cổ động viên đội nhà một phen thót tim. Đúng là một pha bóng chủ quan. Rất may là lỗi của Trương Trọng Sáng đã không lớn hơn khi mà Đình Kha dứt điểm đi chạy khung thành. Chavos, Phi Sơn không được. Pha dứt điểm cận chân của Phi Sơn. Nhưng Tuyên Quang ngày hôm nay vẫn đang là người chơi hay nhất bên phía Top Bay Lan Bình Định. Bất ngờ đã không đến với pha dứt điểm thiếu lực của Trần Phi Sơn. Một pha vẩy bóng bằng má ngoài. Nhưng đây là bài tập mà Vũ Tuyên Quang đã rèn rất nhiều cùng với huấn luyện viên thủ môn Nguyễn Văn Cường của mình. Tuấn Hải, đây rồi, đánh đâu. Bóng nằm gọn trong tay của Vũ Tuyên Quang. Vũ Tuyên Quang ngày hôm nay không ai khác chính là nhân tố chơi ấn tượng nhất. Anh khước từ mọi nỗ lực của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đường truyền như đặt của Phạm Tuấn Hải. Pha xử lý hay của Akinade, dứt điểm. Như vậy cuối cùng thì bàn thắng cuối cùng cũng đã đến trên sân của Hà Tĩnh. Người dứt điểm là Lý Công Hoàng Anh. Tuyệt vời. Của Hà Tĩnh mới đến với những người hâm mộ đến và cổ vũ cho đội bóng này. Anh Công đã đứng vững trong khoảng 75 phút với nỗ lực và sự xuất sắc của Tuyên Quang, nhưng ở phút thứ 76 thì nỗ lực này đã sụp đổ khi mà pha xử lý của Akinade, tình huống trả gót quá hay và Lý Công Hoàng Anh trong một tư thế không ai theo kèm đã dứt điểm thành bàn. Trận đấu thứ hai ở trận đấu gặp câu lạc bộ Đông Hà Thanh Hóa, Lý Công Hoàng Anh cũng đã có một pha dứt điểm tuyến này. Bây giờ thì Hồ Tuấn Tài và các đồng đội đã để thua, họ đã bị thủng lưới và thời gian còn lại là còn khoảng 14 phút nữa cho nỗ lực cầm hòa. Một tình huống bất ngờ của Akinade, không ai được kèm vì các bạn ai trong tình huống này, không một ai cả. Góc sút là rất rộng. Tuyển thủ của U22 Việt Nam đã biết cách để phá vỡ thế bế tắc trong ngày mà Phi Sơn, trong ngày mà Chavos đã không thể làm điều gì. Một bàn thắng rất quan trọng và vô cùng ý nghĩa. Bàn thắng thứ hai trong hai trận đấu liên tiếp. Henrio, những nỗ lực cuối cùng của đội khách. Dứt điểm, nguy hiểm. Suýt chút nữa thì là một bàn thắng dành cho Top Bay Lan Bình Định. Và đây là cơ hội nhận đồ cách biệt. Một cơ hội rất lớn. Nhật Minh. Cơ hội đã trôi qua sau nhìn. Chúng ta xem lại tình huống này. Nếu như hiệp 1 Top Bay Lan Bình Định đã thất bại trong một tình huống bóng mà có 3 cầu thủ áo trắng, chỉ có một mình trung vệ của đội chủ nhà, thì bây giờ điều ngược lại đã đến với câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Chỉ cần Nhật Minh xử lý tốt hơn pha chạm bóng đầu tiên, về một điểm dành cho Top Bay Lan Bình Định. Tình huống pha bóng của Akinade. Tuyên Quang cũng đã có mặt trong tình huống tấn công, dứt điểm. Lỗ Sơn, một điều. Vàng đã rơi khỏi tay các cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Thật sự là quá đáng tiếc. 40 cổ động viên của đội bóng đất võ bây giờ
đã tận hưởng niềm vui. Và hình ảnh chết lặng đến với huấn luyện viên Phạm Minh Đức và các học trò của ông. Cầm vàng nhưng vàng đã rơi, đã tuột khỏi tay. Huấn luyện viên Phạm Minh Đức đang tiến lại khu vực của trọng tài bàn và yêu cầu thời gian bù giờ vượt quá con số 4. Trần Hoàng Sơn là người được xác định đã ghi bàn gỡ hòa 1-1. Và đúng là ở tình huống cuối cùng, dù cho trước đấy thì Kelly Kester và Akinade đã nỗ lực để phòng ngự. Chúng ta xem lại tình huống gỡ hòa 1-1 này. Bóng lập bập và Hoàng Sơn với cái chân trái sở trường của mình đã cứa lòng vào góc xa. Và vẫn là Hồ Tuấn Tài có mặt trong khu vực cấm địa sau tình huống đá phạt góc. Tuấn Tài là người đã kiến tạo, không ghi bàn nhưng mang đến một cơ hội. Thật sự là quá đáng tiếc cho tất cả những gì thuộc về Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở trận đấu ngày hôm nay.